Đau lòng con trai 30 tuổi dẫn người yêu 60 tuổi về ra mắt. Tết này bố mẹ biết để mặt vào đâu với họ hàng. Lấy tiền sao mà sanh đẻ? Hả? Sanh đẻ thì đúng, sanh đẻ. Ừ, bây giờ có đẻ thì đâu làm gì còn chứng? Làm gì còn? 60 tuổi mà đẻ cái gì nữa? Vậy hút cháo mới làm gì răng còn đâu? Răng còn không được phải thôi. Giờ đẻ không được, con nhận con nuôi. Tụi con nhận con nuôi về con nuôi. Thì năm nay bao nhiêu tuổi để cặp có thằng trẻ vậy? Bác ơi, con nói cho bác. Con đang hết tiền nó cũng đá à. Thôi để cho con nói. Đừng có nói dùng như vậy. Con thấy ở trên mạng người ta cái bà 62 tuổi cũng lấy cái thằng có 24 tuổi nó vẫn sống hạnh phúc. Ủa thì cái đó mới học hỏi đấy, có thấy người ta chửi trên mạng không? Chửi trên kệ họ. Có mắt có tài để nghe người ta nói không? Chị ơi chị, chị đừng kêu vợ với một bác là lấy gì con ta thanh niên nha nhẽo rồi. Bây giờ bác bảo không kêu bác bằng cái gì? Để người ta nói giọng nói giỏi chứ cái đâu mà lấy nó 60 tuổi rồi đẻ đá. Cái chị già vậy con ra mắt ba mẹ, con xin phép ba mẹ. Chứ không phải cái này là con xin phép, con đã quen mấy năm rồi. Mẹ chửi người ta như vậy. Chửi cái gì, mẹ nói đúng chứ có chửi. Mày không tôn trọng con một chút xíu. Con lấy người gì sao mà đẻ được. Tao tôn trọng mày có tôn trọng tao không? Con tôn trọng ba mẹ, con mới dắt Dung về, tụi con nó quen nhau. Thôi, mẹ không bằng vậy. Con đang không phải là con muốn dắt về. Thử, mấy năm nay bây giờ Dung đã có bầu rồi. Bầu trời. Em nghĩ nói người ta già, người ta này kia. Không biết đẻ ra cái gì nữa. Tao sẽ biết cái gì mà không đó. Cái này thì sao mươi tuổi mà còn có bầu được nữa. Sao biết? Vừa rồi. Vừa đưa rồi. Đúng rồi, có bầu với con mấy tháng rồi, 3 tháng rồi. À, nói vậy để cho mày cưới hả? Giờ con cũng còn không biết. Nhưng mà con muốn xin phép ba mẹ không cho thì con muốn cưới. Đúng rồi, sao tao quá. Con yêu tao. Anh nó có bầu mà tao sống cho nhà luôn á. Ba mẹ biết chưa? Sao 60 tuổi mà có bầu được tao cũng không hiểu. Có mày, tuổi như con trẻ được. Làm gì còn tháng nữa mà đẻ? Người ta mất kinh á, 50 giờ đây là mất kinh rồi. Ủa bà không đẻ được hả? Nhưng mà đặc biệt. Ủa bà nói cho con nghe. Sao bà có đây nói chuyện không đây im? Mẹ sao vừa phải thôi. Ba mẹ vừa phải thôi chứ. Con đã tôn trọng ba mẹ con dắt Dung về rồi. Mà bây giờ dắt về chửi người ta không? Con dắt về như thế nào thì mẹ còn cho chứ dắt thì mẹ không cần dắt về. Con cứ mà con sống đi. Nhưng mà dù gì con cũng là con của ba mẹ. Trước sau thì con có vợ cũng phải dắt về không, nói chuyện với ba mẹ vợ, không? Mẹ không phải cho ba mẹ biết vợ. Cho ba mẹ không cái này con cưới mẹ không chấp nhận là không chịu chuyện của ba mẹ. Thật sự là con phản đối cái nào con phải lấy Dung làm vợ. Nhưng mà nhân ơi, bà nói con nghe là con có bà nội rồi, chỉ chắc bà nội gì con lấy thì con có bước đâu. Con cần biết con đừng có bao giờ dắt về đây nữa. Mẹ nói gì đó anh coi coi, ba mẹ anh có tôn trọng em không? Đừng có bao giờ dắt về đây nữa cho tôi. Rồi là trời hàng xóm chứ tao không dám bước nào qua đường luôn nha. Ở mẹ sống như hàng xóm mẹ đi chứ sao không? Rồi tôn của mẹ đó, bây giờ tôn thật sự mới thắt nổi luôn. Đẻ ra cái gì? Đẻ ra gốc cây hả? Con trọng ba mẹ thôi, con đã về đây con dắt Dung về rồi. Trời ơi kìa. Con muốn xin phép ba mẹ. Đây là mày đứng lại con về đây có cái gì. Đó là trời. Ủa con cũng xinh đẹp, con cũng đàng con hoàng. Con lạy mẹ, mày dắt con đi đi giùm mẹ. Mẹ đừng có chuyện cái tội vậy. Con nhon nhen, con cũng đàng hoàng chứ con có xấu xí cái gì dữ lắm đâu mà kê. Tốn gì nhìn tôi hình không chết luôn á. Cái tướng làm sao? Bắn cái đùng nó chết đâu rồi. Ba mẹ đừng có chơi này nè. Bắn cái gì ai bắn không chết. Em đừng có nghĩ tới ba mẹ em chơi này nọ. Không nhưng mà sao đương em được rồi. Con nghĩ nó cũng tức quá đi về đây sao chà đạp em dữ vậy. Chà đạp gì con. Bây giờ bố đứng dậy đi. Bố đứng dậy đi. Bố nhanh lên nè. Chồng tôi đứng với chị mà chồng tôi còn trẻ hơn chị đó. Nhưng mà cái tình yêu nó không có phân biệt tuổi tác. Sao phân biệt? Tôi làm sao nói chuyện với bà con hàng xóm. Ba làm gì hả? Ba phân biệt cái gì? So sánh cái gì? Sao không so sánh? Thì lúc bà ngoại tao luôn rồi á. Trong mắt con Dung là đẹp nhất. Đẹp nhất thì đẹp nhất luôn. Đẹp nhất thì đẹp nhất ở nhà. Đi luôn rồi bà ơi, đi luôn rồi. Tao thà là mắt của thằng con trai ha. Chứ tao không có chấp nhận là cái ghế già về làm dâu nhà này. Thà, con thà từ ba mẹ luôn, chứ tao không bỏ Dung được. Ủa, nhưng mà gái già cũng không đi luôn. Vậy là không tao không là nào để nói với mẹ. Mày đi luôn cũng được nữa. Mày ý bác nói. Mày cứ về đây làm gì nó mất cỡ thì hàng xóm. Ừ, mẹ cứ sống với hàng xóm mắc cỡ đi. Trời ơi là trời, tưởng sao nó đi 3 năm trời nó không về nhà, giờ nó dắt muộn già về nhà. Giờ đến khi bác già thì bác có sống với hàng xóm không? Thì bác sống với cô biết ai chết trước à? Chưa biết ai chết trước đâu. Ủa biết ai chết trước mà chơi cái già với nó hỏi kia. Chơi già làm tao chơi già ha. Tôi biết thân phận mình đi. Đúng cái chồng tôi mà còn già chồng tôi kìa, nghĩ sao mà lấy con trai tôi. Mẹ đừng có một câu.